Sao thằng D dám nói vậy? Chiếc ô tô có hàng, sao tao tìm không thấy? Nếu có thì công an hốt nó rồi. Nó giấu có nghề, công an tìm không ra. Tao thì chủ quan, chỉ kiếm qua loa. Hôm trước thằng Kỳ có hỏi tao vụ này, tao còn chưa nói tào lao. Ai về có thiệt? Chắc thằng Côn kể nó nghe rồi. Gì? Anh hai gọi. Làm gì sợ anh hai dữ vậy? Giờ sao? Thì nghe coi anh hai nói gì. Em nghe hai ơi. Anh hỏi phải trả lời thiệt. Dạ. Chuyện mà em đi Hồ Cốc, ai đã bày ra? Em chứ ai. Nói thiệt đi. Tại sao phải đổi xe hả? Mới đầu á, má kêu là có khách quen, nhất định phải thuê chiếc xe đó cho bằng được. Xong rồi á, má mới nhờ em mượn chiếc xe đó từ anh. Nhưng mà tự nhiên cái buổi sáng, trước khi mà em lên xe á, má với Nhuận Tu lại nói khác. Lúc đó chuyện lỡ rồi, em đâu có biết làm gì đâu. Ngoài Tư Phước ra thì còn ai nữa không? Dạ không, em không thấy ai hết á. Lúc đi ăn, anh đã hỏi em rất là kỹ. Em vẫn nói láo anh. Anh rất là thất vọng về em đó. Hai, em đâu biết làm sao để vừa lòng hai người đâu. Má kêu em dạy rồi. Nhưng mà có chuyện gì hả hai? Em gây ra cái tội gì ghê lắm hả? Em không gây ra tội gì cả. Chỉ có anh ngu, anh mới tin em thôi. Gì vậy? Chết rồi. Em sợ anh hai lắm. Sợ anh hai sao còn nói láo anh làm gì? Tại muốn có 40 triệu. Sao em phải khổ vì anh vậy hả Bích?